Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng đến với sách tiếng Anh lớp 3 mới Actor and Friends. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung của bài học. Unit đầu tiên, Unit Welcome. Lesson 1A, Tiết 1A. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung của bài học. 1. Listen, point and repeat. Ở phần bài đầu tiên, em sẽ nghe bốn hành động khác nhau. Em hãy chỉ vào từng bức tranh tương ứng và sau đó chúng ta cùng nhắc lại nhé. Ở đây, đó là các hành động đứng lên, ngồi xuống, yên lặng và nhìn vào bảng. Bây giờ, các em hãy lắng nghe nhé. Welcome. Lesson 1A, Exercise 1, page 4. Listen, point, repeat. Stand up. Sit down. Be quiet. Look at the board. Exercise 2, page 4. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. Stand up, đứng lên. Sit down, ngồi xuống. Be quiet, giữ yên lặng. Look at the board, hãy nhìn lên bảng. Bây giờ xin mời các em cùng đến với bài tập số 3, số 2. Tại bài tập số 2, em hãy cùng nghe và nhắc lại. Ở đây chúng ta thấy trong bức tranh này có hai nhân vật. Để nói là vui lòng làm gì đó, chúng ta sẽ thêm từ please trước các cái cụm từ chỉ hành động mệnh lệnh mà chúng ta vừa học ở bài số 1 nhé. Bây giờ các em hãy nghe và nhắc lại. Exercise 2, page 4. Listen. Repeat. Please, sit down. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe và nhắc lại nhé. Please, sit down. Vui lòng ngồi xuống. Vậy thì, nếu muốn nói vui lòng đứng lên, em sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói như sau. Please, stand up. Okay. Tương tự, chúng ta sẽ nói vui lòng giữ yên lặng và vui lòng nhìn lên bảng, tương tự như gợi ý nhé. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với number 3. Look at exercise 1. Talk with your friend. Hãy nhìn vào bài tập số 1, sau đó hãy nói với bạn của em nhé. Ở đây, chúng ta sẽ quay lại bài tập số 1. Ở bài tập số 1, chúng ta học các từ chỉ mệnh lệnh, đứng lên, ngồi xuống, giữ yên lặng và nhìn vào bảng. Vậy thì em hãy thực hành với bạn của em thêm từ please để giữ phép lịch sự, tương tự như bài tập số 2. Vậy thì chúng ta hãy cùng thực hành với các cụm tiếp theo nhé. Vui lòng đứng lên. Please stand up. Vui lòng ngồi xuống. Please sit down. Vui lòng giữ yên tĩnh. Please be quiet. Vui lòng nhìn lên bảng. Please look at the board. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với tiết học tiếp theo. Lesson 1B. Tiết 1B. 1. Listen, point and repeat. Ở bài này, chúng ta sẽ học thêm một số từ chỉ mệnh lệnh yêu cầu trong lớp học. Bây giờ, các em hãy lắng nghe, chỉ vào tranh và sau đó chúng ta nhắc lại nhé. Lesson 1B. Exercise 1, page 5. Listen, point, repeat. Open your book. Close your book.
Hands up. Hands down. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe và nhắc lại từng từ. Open your book. Hãy mở sách ra. Close your book. Hãy khép sách vào. Hands up. Giơ tay lên. Hands down. Hạ tay xuống. Chúng ta cùng chuyển đến bài tập số 2. Listen and repeat. Ở phần này, em hãy nghe, sau đó hãy nhắc lại nhé. Muốn nói ai vui lòng làm gì, chúng ta có thể đặt từ please ở đầu câu hoặc là đặt từ please sau dấu phẩy trước dấu chấm than ở cuối câu các em nhé. Bây giờ, chúng ta hãy nghe và nhắc lại mệnh lệnh trong lớp học. Exercise 2, page 5. Listen. Repeat. Hands up, please. Bây giờ chúng ta hãy nghe và nhắc lại nhé. Hands up, please. Hands up, please. Hands up, please. Ở đây là hãy giơ tay lên nào. Ở đây chúng ta là thấy khi đọc lẻ từng từ thì người ta không nối âm. Nhưng khi đọc trong ngữ cảnh câu thì chúng ta nối âm thì nghe sẽ không có điểm ngừng. Hands up please. Bình thường chúng ta sẽ đọc là hands up please. Kem lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3. Let's play. Ở phần này chúng ta sẽ đến với trò chơi. Simon says hands up. Ở phần này trò chơi Simon say thì sẽ chơi như thế nào? Ở đây chúng ta có các từ chỉ mệnh lệnh. Chúng ta hãy ôn lại. Be quiet. Giữ yên tĩnh. Stand up. Đứng lên. Sit down. Ngồi xuống. Hands up. Giơ tay lên. Hands down, hạ tay xuống. Open your book, mở sách ra. Close your book, khép sách lại. Look at the board, hãy nhìn lên bảng. Vậy thì trò chơi như sau, chúng ta sẽ chơi theo nhóm hoặc chơi cả lớp. Một bạn hoặc cô giáo sẽ nói Simon says và cộng một hành động. Chúng ta sẽ khi nghe đến từ Simon says và hành động thì chúng ta sẽ làm hành động đó. Còn nếu không nghe đến từ Simon says thì chúng ta sẽ không làm hành động. Mặc dù bạn đó vẫn có thể nói là hands up. Nếu bạn nào làm hành động thì bạn đó sẽ bị loại vào cuộc chơi. Bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo. Lesson 2A, tiết 2A. 1. Listen, point and repeat. Ở phần này chúng ta sẽ nghe, chỉ và nhắc lại. Chúng ta cùng đến với những lời chào hỏi nhé. Lesson 2A. Exercise 1, page 6. Listen, point, repeat. Hi. Hello. Goodbye. Bye. Các em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng nhắc lại nhé. Hi, xin chào. Hello, cũng có nghĩa là xin chào. Goodbye, chào tạm biệt. Và bye, chào tạm biệt. Chúng ta cùng chuyển đến phần 2. Listen and repeat. Ở đây em sẽ đến với đoạn hội thoại giữa các bạn. Các bạn sẽ chào hỏi, giới thiệu tên, cũng như là chào tạm biệt nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe và nhắc lại nhé. Exercise 2, page 6. Listen, repeat. Hi, I'm Paul. Hello, I'm Sue. Goodbye, Paul. Bye, Sue. Bây giờ chúng ta hãy nhắc lại. Hi, I'm Paul. Xin chào, tớ là Paul. Hello, I'm Sue. Xin chào, tớ là Sue. Goodbye, Paul. Chào tạm biệt, Paul. Bye, Sue. Chào tạm biệt, Sue. Bây giờ chúng ta cùng đến với number 3. Point, talk with your friend. Ở đây em hãy chỉ, sau đó hãy cùng nói với bạn của mình. Chúng ta sẽ lặp lại đoạn hội thoại về chào hỏi, giới thiệu tên và tạm biệt. Tương tự như đoạn hội thoại ở bài 2 giữa bạn Paul và bạn Sue. Đầu tiên, đó là cặp của bạn Lynn and Cedar. Cindy. Tiếp theo, đó là cặp của bạn Oscar và Asher.
Và thứ ba là của cặp của Tom và Wendy. Đầu tiên thì cô sẽ minh họa trường hợp của bạn Lynn và Cindy. Sau đó chúng ta sẽ thay thế tương tự trường hợp của Oscar, Archer và Tom, Wendy các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm một đoạn hội thoại tương tự như sau. Hi, I'm Lynn. Hello, I'm Cindy. Goodbye, Lynn. Goodbye, bye, Cindy. Xin mời các em đến với phần lesson 2B, tiết 2B. One listen, point and repeat. Ở đây chúng ta sẽ học thêm các lời chào. Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối. Đầu tiên các em hãy nghe và chỉ. Lesson 2B. Exercise 1, page 7. Listen, point, repeat. Good morning. Good afternoon. Good evening. Bây giờ các em hãy luyện tập lại nhé. Good morning. Chào buổi sáng. Chúng ta nhìn thấy đồng hồ chỉ 7 rưỡi. Good afternoon. Chào buổi trưa. Chỉ 2 giờ. Good evening. Chào buổi tối. 7 giờ tối. Chúng ta cùng chuyển đến bài số 2. Listen, repeat. Ở phần này, em sẽ nghe đoạn hội thoại. Chào buổi sáng. Các bạn giới thiệu về tên của mình và hỏi tên của người khác. Sau đó chúng ta sẽ nhắc lại nhé. Đầu tiên, các em hãy cần lắng nghe. Exercise 2, page 7. Listen. Repeat. Good morning. I'm Sam. What's your name? My name's Kim. Bây giờ, các em hãy cùng nhắc lại nhé. Good morning, I'm Sam. Chào buổi sáng, tớ là Sam. What's your name? Tên của cậu là gì? My name's Kim. Tên của tớ là Kim. Chúng ta cùng chuyển đến bài số 3. Let's play. Ở phần này, chúng ta hãy cùng đến với một trò chơi. Đây là trò chơi mà chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu. Gửi lời chào hỏi, giới thiệu tên của mình và hỏi tên của bạn. Chúng ta có thể chia theo nhóm, lần lượt từng bạn. Từ bạn đầu tiên sẽ chào, giới thiệu tên và hỏi tên của bạn bên cạnh. Và cứ lần lượt như vậy đến khi kết thúc trò chơi. Bây giờ chúng ta cùng đến nhé. Đầu tiên chúng ta có bạn Khoa. Bạn Khoa sẽ giới thiệu như sau. Good afternoon, I'm Khoa. What's your name? Chào buổi trưa, tên của tớ là Khoa. Tên của cậu là gì? Vậy thì bạn tiếp theo là bạn Minh. Minh sẽ trả lời, sau đó giới thiệu như sau. My name's Minh. Tên của tớ là Minh. Sau đó Minh lại chào, giới thiệu tên và hỏi bạn bên cạnh. Good afternoon, I'm Minh. What's your name? Chào buổi chiều, tên của tớ là Minh. Tên của cậu là gì? Tương tự bạn bên cạnh sẽ trả lời tên, sau đó lại lặp lại lời chào, giới thiệu tên và hỏi em nhé. Chúng ta cùng đến với lesson 3A, là tiết 3A. One listen, point and repeat. Ở phần này, em hãy nghe, chỉ và nhắc lại. Chúng ta cùng đến với những cách để trả lời khi ai đó hỏi là mình có khỏe không hoặc là mình có ổn không các em nhé. Lesson 3A. Exercise 1, page 8. Listen, point, repeat. I'm okay. I'm good. I'm fine. I'm great. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe và nhắc lại nhé. Ở đây, ở phần đầu tiên chúng ta thấy bạn trả lời là I'm okay. I'm okay có nghĩa là tớ cũng ổn. Tiếp theo, I'm good. Tớ tốt, tớ khỏe. I'm fine, tớ cũng khỏe, tớ ổn. Và cuối cùng, I'm great,
Tớ cảm thấy rất tuyệt. I'm great. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với bài số 2, Listen and Repeat. Ở phần này, em hãy nghe và sau đó lặp lại nhé. Đây là cách chúng ta hỏi tuổi. Cô xin lỗi, chúng ta hỏi về ai đó như thế nào, cũng như là cách trả lời. Bây giờ chúng ta hãy nghe và nhắc lại. Exercise 2, page 8. Listen. Repeat. How are you? I'm fine. Muốn hỏi ai đó như thế nào, chúng ta sẽ hỏi How are you? Cậu khỏe không? Cậu ổn không? Và mình sẽ trả lời I'm fine. Ngoài ra mình có thể trả lời I'm okay, I'm good, I'm great. Tùy tình huống của mình kém nhất. Bây giờ chúng ta cùng lên đến bài số 3. Look at exercise 1. Ask and answer with your friend. Hãy nhìn bài tập số 1, hãy hỏi và trả lời bạn của bạn về câu hỏi về sức khỏe. Vậy thì chúng ta có thể áp dụng mẫu câu như sau. Để hỏi chúng ta dùng How are you? Và để trả lời chúng ta sẽ dùng I'm fine, I'm okay, I'm good, or I'm great, okay? Bây giờ, xin mời các em cùng đến với Lesson 3B là tiết số 3B. One listen, point and see. Ở phần này, em sẽ được đến với bảng chữ cái. Chúng ta cũng ôn tập lại bảng chữ cái. Đầu tiên, em hãy nghe, chỉ vào từng dòng, từng chữ theo lời bài hát. Và cuối cùng, chúng ta, sau đó chúng ta sẽ nghe, nhắc lại từng câu. Và cuối cùng chúng ta đã sẽ hát theo điệu nhạc em nhé. Bây giờ chúng ta hãy nghe và chỉ. Exercise Lesson 3B. Exercise 1, page 9. Listen, point, sing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sing the alphabet along with us today. L-M-N-O-P-Q-R, sing with us and be a star. S-T-U-V-W-X-Y-Z, sing this song and now you know the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sing the alphabet along with us today. Sing with us and be a star. S-T-U-V-W-X-Y-Z. Sing this song and now you know the alphabet. Bây giờ chúng ta hãy nghe nhắc lại từng dòng nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sing the alphabet along with us today. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. H, alphabet, ở đây là bảng chữ cái, cùng với chúng tôi hôm nay. L, M, N, R, P, Q, R. Sing with us and be a star. L, B, D, R, P, Q, R. Hát cùng chúng tôi và trở thành một ngôi sao. S, T, U, V, W, X, Y, and Z. S, T, U, V, W, X, E, and Z. Sing this song and now you know the alphabet. Hãy hát bài hát này. Bây giờ bạn đã thuộc bảng chữ cái rồi đấy. Các em hãy cùng nhắc lại. Phần này cũng không quá khó đối với các em không nào. Các em hãy đến bài tập số 2. Listen and repeat. Ở phần này, chúng ta hãy nghe và sau đó lặp lại. Vậy thì chúng ta đã được học về bảng chữ cái. Làm thế nào để đánh vần tên của mình? Chúng ta hãy học thuộc bảng chữ cái nhé. Để hỏi về cách đánh vần tên, chúng ta sẽ dùng mẫu câu. Và cách trả lời,
Bây giờ chúng ta hãy nghe và nhắc lại nhé. Exercise 2, page 9. Listen. Repeat. How do you spell your name, Lucy? L-U-C-Y. Bây giờ, chúng ta cùng nhắc lại. How do you spell your name, Lucy? Cậu đánh vần tên Lucy như thế nào vậy? Mình sẽ đánh vần dựa tên trên cách đọc các chữ cái của bảng chữ cái nhé. L-U-C-Y. Tương tự, em hãy luyện tập để đánh vần tên mình và các bạn của mình nhé. Number 3. Ask and answer with your friend. Ở phần này, em sẽ cùng hỏi và trả lời với bạn của mình. Hello, what's your name? Xin chào, tên của cậu là gì? My name's Martha. Tên của tớ là Martha. Martha, how do you spell it? Martha, cậu đánh vần đó như thế nào? M-A-R-T-H-A. Bây giờ, các em hãy thay thế tên của mình vào đây. Sau đó, chúng ta cùng đánh vần lại nhé. Chúng ta cùng đến với phần Lesson 4A, tiết 4A. Ở phần này, các em sẽ đến với những con số từ 1 đến 5. Bây giờ xin mời các em hãy kê, chỉ và sau đó nhắc lại. Lesson 4A. Exercise 1, page 10. Listen, point, repeat. 1. 2 3 4 5. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhắc lại nhé. 1 2 3 4 5. Chúng ta cùng chuyển sang số 2, listen and repeat. Ở phần này chúng ta hãy nghe và sau đó nhắc lại. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh một bạn nam, bạn đang học cách đếm số đúng không nào? Bây giờ các em hãy lắng nghe. Exercise 2, page 10. Listen, repeat. Let's count. 1 2 3. Chúng ta hãy cùng nhắc lại. Let's count. Hãy cùng đếm nào. 1 2 3. 1 2 3. Và chúng ta giơ số ngón tay lên đúng không nào? Chúng ta cùng chuyển bài tập số 3. Talk with your friend. Ở phần này em hãy nói với bạn của em nhé. Ở đây chúng ta sẽ học cách đếm từ 1 đến 5. Chúng ta có thể có những số dán lên bảng, lên bàn, hoặc là chúng ta vẽ và chúng ta lần lượt sẽ thay phiên nhau đếm từ 1 đến 5 các em nhé. Let's count. Hãy cùng đếm nào. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Xin mời các em cùng đến với phần tiếp theo. Lesson 4B, tiết 4B. 1. Listen, point and repeat. Ở phần này, em sẽ tiếp tục học các con số từ số 6 đến số 10. Đầu tiên, xin mời em hãy nghe và chỉ, sau đó nhắc lại. Lesson 4B. Exercise 1, page 11. Listen, point, repeat. 6 7 8 9 10. Bây giờ chúng ta cùng nhắc lại nhé. 6 7 8 9 10.
Chúng ta cùng trở lại bài tập số 2. Listen and repeat. Ở phần này, em hãy nghe sau đó nhắc lại. Để hỏi tuổi, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc theo hình vẽ bên trái và để trả lời là hình vẽ bên phải. Bây giờ, em hãy nghe sau đó chúng ta nhắc lại và dịch nghĩa để nắm được nội dung nhé. Exercise 2, page 11. Listen. Repeat. How old are you? I'm 8 years old. Chúng ta cùng nhắc lại. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? I'm 8 years old. How old are you? I'm 8 years old. Chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa nhé. How old are you? I'm 8 years old. Bây giờ chúng ta cùng đến bài số 3. Let's play. Ở đây chúng ta hãy chơi một trò chơi. Các em thấy ở đây có 8 nhân vật. Đó là các bạn Daisy 10 tuổi, Tom 8 tuổi, Ben 10 tuổi, Joe 8 tuổi, Wendy 9 tuổi, Bob 6 tuổi, Ann 6 tuổi và Ken 9 tuổi. Vậy thì chúng ta hãy chơi giữa hai bạn. Chúng ta suy ngẫm một bạn, tên của một bạn và tuổi của một bạn trong đầu. Sau đó, bạn kia, bạn của chúng ta sẽ hỏi là how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Chúng ta sẽ nói tuổi theo nhân vật và mình suy đoán. Ví dụ cô nghĩ là bạn Wendy chẳng hạn, đúng không? Ví dụ cô bị nghĩ mình là bạn Wendy thì cô sẽ trả lời I'm 9 years old. Nhưng ở đây có rất nhiều bạn 9 tuổi, bạn ạ, có thêm bạn Ken nữa. Vậy thì bạn bạn đoán của mình thì bạn sẽ phải hỏi thêm you are Wendy. Cậu là Wendy phải không? Nếu đúng mình trả lời là yes và dừng lại cuộc thi, bạn đã thắng rồi và chúng ta đảo lượt. Nếu không thì bạn lại tiếp tục là. Xin mời các em đến với phần tiếp theo. Lesson 5A, tiết number A. Well, listen, point and repeat. Ở phần này, em hãy nghe và chỉ vào màu sắc để nghe được nhé. Lesson 5A, exercise 1, page 12. Listen, point, repeat. Red. Green. Blue. Yellow. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại nhé. Red, green, blue and yellow. Chúng ta cùng đến bài tập số 2. Listen and repeat. Ở đây, để nói cái gì đó có màu gì, một vật gì có màu gì, chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc is red. Is cộng tên màu sắc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nhé. Exercise 2, page 12. Listen. Repeat. It's red. Bây giờ các em hãy cùng nhắc lại. It's red. It's cộng tên một màu sắc. Chúng ta cùng đến bài tập số 3. Draw, talk with your friend. Hãy vẽ và nói chuyện với bạn của bạn. Ở đây chúng ta thấy là các bạn đang vẽ một bức tranh. Các bạn có thể tô bức tranh rất nhiều màu sắc khác nhau. Và nếu bạn của mình chỉ vào màu gì hoặc là mình chủ động chỉ vào màu gì thì mình giới thiệu màu sắc của nó bằng cấu trúc it's yellow. Còn nếu những đám mây này có màu trắng, đám mây này có màu trắng, mình có thể giới thiệu với bạn như sau. It's white. Ok, cộng tất cả những màu mà chúng ta đã học. Bây giờ xin mời các em chuyển đến phần tiếp theo. Lesson 5B, tiết 5B. Listen, point and repeat. Ở phần này em sẽ tiếp tục học thêm 4 màu sắc nữa để bổ sung vào 4 từ vựng về màu sắc. Chúng ta hãy cùng nghe mày nói, chỉ và sau đó nhắc lại nhé. Lesson 5B, exercise 1, page 13. Listen,
Point. Repeat. Black. White. Orange. Pink. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại về màu sắc thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng là màu sắc là gì rồi đúng không nào? Black, white, orange and pink. Chúng ta cùng chuyển đến bài tập số 2. Listen and repeat để hỏi là một đồ vật gì, một cái gì có màu sắc nào. Em sẽ áp dụng cấu trúc hỏi what color is it? Và mình sẽ trả lời it's pink. It's cộng màu sắc. Bây giờ em hãy nghe mày nói và nhắc lại nhé. Exercise 2, page 13. Listen. Repeat. What color is it? It's pink. Bây giờ em hãy nhắc lại. What color is it? What color is it? Nó có màu gì vậy? Chú chim này có màu gì vậy các em? Nó có màu hồng. Vậy mình có thể trả lời như sau. It's pink. Bây giờ xin mời các em đến với phần cuối cùng của bài học hôm nay. 3-point ask and answer with your friend. Ở bài này, em hãy chỉ hỏi và trả lời với bạn của em. Chúng ta thấy bốn bức tranh là bốn đồ vật với những màu sắc khác nhau. Vậy thì để hỏi về màu sắc, chúng ta sẽ hỏi như sau. What color is it? Ở bức tranh A, mình sẽ trả lời it's white, nó có màu trắng. Tương tự ở bức tranh B, em lặp lại câu hỏi what color is it? Và mình trả lời it's orange. Ở bức tranh C, mình sẽ trả lời với câu hỏi what color is it? Là it's black. Và bức tranh cuối cùng, what color is it? It's pink. Bài học hôm nay của chúng ta, Unit Welcome, kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều thông báo bài giảng mới trong tương lai nhé.